8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng, còn Thanh Thủy. Thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Tôn Bộ Kinh Maxima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác dẫn. Bài 83, Kinh Makkhadewa Xuất Á, phân đoạn 399 đến 404, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiệm tâm nghiệp làm lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, Thuyết Phật hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả tân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngày thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính trương Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, Tôn Bộ Kinh bài 83, Kinh Makkhadewa Xuất Á, phân đoạn 399 đến 404, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Tiếp đến, kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Sư thỉnh nhập pháp thoại hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính thưa quý vị, không biết hôm nay chúng ta học hết bài kinh hay không? Vì bài mà chúng ta nhận được đó, tức là từ cái đoạn 399 cho đến cái đoạn 344. Vì vậy cho nên nó thụt lùi như vậy thì chúng tôi không biết là cái số đoạn thụt lùi như vậy, cho nên không biết là chúng ta học hết bài hay không. Dịch chung thì cái bài kinh Makkhadewa
bố cục rất là gọn. Và chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài muốn thuyết cái điều gì thì nó phải có cái duyên sự, duyên khởi. Nhiều khi cái duyên khởi đó là do Ngài nói lên. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này có những vấn đề rất là quan trọng. Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện mà khởi xướng là Đức vua Makha Đi Quá trị vì quốc độ Mithila. Vua lập cái truyền thống là hãy đến tuổi già thấy sạch tóc bạc thì đi xuất gia, và cái truyền thống đó kéo dài cho đến nhiều đời, đến vua vị vua sau cùng. Cái vị vua này sau Đức vua Đề Mi, cái vị vua này Kalara Chanaka bỏ cái truyền thống là người tối hậu. Dựa theo cái câu chuyện này, Đức Phật Ngài khuyên các vị tỳ kheo chớ là người tối hậu của Như Lai. Ngài đã thiết lập về cái con đường giải thoát, tức là con đường bất chánh. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe rộng rãi ý nghĩa về kinh này. Hôm thứ hai tuần trước, hôm thứ hai, trong một đoạn kinh văn chúng ta học văn bôn phản ngữ Pali thì chúng tôi có đề cập đến, thì hôm nay chúng ta sẽ nghe cặn kẽ về bài kinh này. Ý nghĩa bài kinh sẽ được Đại Đức Pháp Tính vị giảng sư trong ngày hôm nay giảng giải. Và bây giờ thì trước nhất, sư xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa thầy sư, và con xin đọc bài. Bài 83, Kinh Makha Đề Quá. Makha Đề Quá Xuất Phá, phân đoạn 399-404. Tên bài kinh lấy từ danh tánh Viễn Luân Dương Makha Đề Quá, còn được viết là Makha Đề Quá. Một vị vua trong thời quá khứ, tên người đã khởi đầu truyền thống. Khi tái tóc bạc trên đầu, liền truyền ngôi lại và đi xuất gia. Truyền thống tốt đẹp này được kéo dài nhiều thế hệ cho tới vị vua sau cùng là Kala Rajanaka. Rồi Đức Phật dạy về truyền thống chánh pháp mà Ngài đã khởi xướng và kêu gọi chư tỳ kheo đừng bao giờ là người cuối cùng của truyền thống. 399, nụ cười của Phật. Cũng như kinh trước, bài kinh này khởi đầu với sự mỉm cười của Đức Thế Tôn khi Ngài nhìn thấy một địa điểm liên hệ tới tiền thân của chính Ngài.
kinh văn, một thời Thế Tôn trú ở Mithila Dilakla Ditakla tại rừng Makhadewamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda đắp y phía một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. 400. Truyền thống xuất gia thoát tục. Từ bỏ gia đình, thế lợi để sống đời phạm hạnh vốn ít thấy ở các nền văn hóa ngoài Ấn Độ, nhưng lại là một ba la mật hạnh của chư vị Bồ Tát hư cầu giặc đạo giải thoát. Kinh văn: thời xưa, này Ananda, vị vua chính thức Mithila này tên là Makhadewa, là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp, vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha Bồ Tát vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, vua Makhadewa sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bảo người thợ cạo tóc: này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa dân, tâu đại vương, này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp vua Makhadewa: này Ananda, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Makhadewa có xanh tóc bạc. Thấy vậy liền tâu vua Makhadewa: các thiên sứ đã hiện ra cho đại vương, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa dân, tâu đại vương, này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp vua Makhadewa, sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của vua Makhadewa. Rồi này Ananda, vua Makhadewa sau khi cho thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tử, liền cho gọi hoàng tử con đầu và nói: này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng họ các trục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, nay hoàng tử thân yêu, hãy trì vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, vua Makhadewa, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Makhadewa này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vua Makhadewa đã xuất gia. Vị này an trú biến mạo một phương để tâm thánh nhường lòng từ, cũng vậy. Phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến nạn với tâm thấm nhường lòng từ quảng đại.
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm thấm nhuần lòng xả, bản đại vô biên không hận không sân. Nhân này Ananda, Chu Ma Kha Đê Quá, tám vạn bốn ngàn năm đã chơi trò chơi của bàn tử, tám vạn bốn ngàn năm đã trị vì như một phó dương, tám vạn bốn ngàn năm đã chấp chánh như một quốc chương, tám vạn bốn ngàn năm chính tại ngôi rừng xoài Ma Kha Đê Quá này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phận hạnh. Vì này sau khi tụ tập bốn phận trú, khi thân hoại mạng chung được sanh lên phạm thiên giới, nên cẩn thận, con số 84.000 trong ngôn ngữ Ấn là một hư số chỉ cho thật nhiều, chứ không phải chính xác là 84.000. 401. Từng thế hệ này sang thế hệ khác, gọi là truyền thống, có nghĩa là vừa được lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác. Có những truyền thống tốt đẹp, mỹ tục, cũng có những truyền thống không tốt đẹp, hủ tục. Ở đây nói đến một truyền thừa cao đẹp của một triều đại mà chánh pháp được tôn quý và hưng thịnh. Kinh văn, rồi này Ananda, con vua Ma Kha Đê Quá, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho người, cho gọi người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có một tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa dân Tâu Đại Dương, này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp con vua Ma Kha Đê Quá, này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu con vua Ma Kha Đê Quá có xăm tóc bạc, thấy vậy liền tâu với con vua Ma Kha Đê Quá. Các thiên sứ đã hiện ra cho đại vương, tóc bạc đều được thấy mọc ra trên đầu. Và thợ cạo tóc hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nếp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa dân Tâu Đại Dương, này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp con vua Ma Kha Đê Quá, sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con vua Ma Kha Đê Quá, rồi này Ananda, con vua Ma Kha Đê Quá, sau khi cho người thợ cạo tóc một lưng ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nổi, này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã thấy sanh ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trì vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và nay, này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia này cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, con vua Ma Kha Đê Quá, sau khi cho người cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao quốc độ, khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, tại rừng xoài này, con vua Ma Kha Đê Quá, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, vị này an trú, biến mạng một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm thấm nhuần lòng từ. Quảng đại vô biên, không hận, không sân, với
với tâm thánh nhường lòng bi, với tâm thánh nhường lòng hỷ, an trú biến mạng một phương, với tâm thánh nhường lòng xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm thánh nhường lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Nhân này A Nan, con vua Makha Dewa 8 vạn 4 ngàn năm đã chơi trò chơi của hoàng tử 8 vạn 4 ngàn năm, đã trị vì như một phó dương 8 vạn 4 ngàn năm, đã chấp chánh như một quốc dương 8 vạn 4 ngàn năm. Chính tại ngôi sừng xoài này, con vua Makha Dewa sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vị này sau khi tu tập 4 phạm trú, khi thân mãi hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Rồi này Ananda, các tôn tử của vua Makha Dewa truyền nói tiếp tục: vua ấy sau 8 vạn 4 ngàn năm làm dương tộc khách quý giá, chính tại ngôi rừng xoài Makha Dewa này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các vị ấy biến mãn một phương với tâm thánh nhường lòng từ và an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thánh nhường lòng từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm thánh nhường lòng bi, với tâm thánh nhường lòng hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm thánh nhường lòng xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, những gì ấy an trú biến mạng với tâm thấm nhường lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân, vì ấy 8 vạn 4 ngàn năm đã chơi trò chơi của hoàng tử 8 vạn 4 ngàn năm, đã trị vì như một phó dương 8 vạn 4 ngàn năm, đã chấp cánh như một quốc dương 8 vạn 4 ngàn năm. Chính tại ngôi rừng xoài Makha Dewa này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh, các vị ấy sau khi tu tập 4 phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Nê mí là gì? Cuối cùng của các vị vua ấy là gì? Pháp dương như pháp, kiên trì trên pháp, vì đại dương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha Bồ Tát vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 8. Bốn là hai, khi vua trời cũng hâm mộ vua loài người, theo kinh điển Pali, thì thiên vượt sang ngoài loài người về phước báo, nhưng về thiện pháp thì có khi loài người xin chư thiên chinh phục. Chư Phật và các kiểm luân thánh dương đều là nhân loại. Kinh văn, thời xưa này Ananda, khi chư thiên ở Tawat, Tim Xá, Tam Thập Tam Thiên ngồi hội hợp với nhau tại giảng đường thiện pháp Suthamma, cuộc đối thoại sau đây được khởi lên: thật hạnh phúc thay cho dân chúng quý đê há, thật tốt đẹp thay cho dân chúng quý đê há. Được vua nê mí là vì pháp dương như pháp, kiên trì trên pháp, vì đại dương thực hành chánh pháp, giữa các bà la môn gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha Bồ Tát vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 8. Rồi này Ananda, thiên chủ sắc cá nói với chư thiên họ cõi trời 33: chư khanh có muốn ý kiến vua nê mí không? Thưa thiên chủ, chúng tôi muốn ý kiến vua nê mí. Lúc bấy giờ, vua nê mí trong ngày rằm lễ Bồ Tát Uposatha đã gọi đầu giữ trai giới ngồi trên lầu cung điện. Rồi này Ananda, thiên chủ sắc khả
như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Thiên Chủ biến mất giữa chư thiên cõi trời 33 và hiện ra trước mặt vua Nemi. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakka nói với vua Nemi: Tâu đại dương, thật hạnh phúc thay cho đại dương, thật tốt lành thay cho đại dương. Tâu đại dương, chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tại giảng đường thiện pháp tán thán đại dương và nói: Thật hạnh phúc thay cho dân chúng, quý đê hả. Và ngày mùng 8, tâu đại dương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn ý kiến đại dương. Tâu đại dương, tôi sẽ gửi cho đại dương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo. Đại dương hãy cưỡi thiên xa ấy, chớ có sợ hãi. Này Ananda, chư nên đi, im lặng, nhận lời. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sắc Cá, sau khi biết được vua Nemi đã nhận lời như nhà lực sĩ, liền biến mất và hiện ra giữa chư thiên ở cõi trời 33. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sắc Cá gọi người đánh xe Ma Tá Lý và nói: Này Ma Tá Lý, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đi đến vua Nemi và nói: Tâu đại dương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên Chủ Sắc Cá gửi đến cho đại dương. Đại dương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Thư dân tôn giả, người đánh xe Ma Tá Lý dân đáp Thiên Chủ Sắc Cá: Cho thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, đi đến vua Nê Ní và thưa: Tâu đại dương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên Chủ Sắc Cá gửi đến cho đại dương. Đại dương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Và tâu đại dương, con sẽ dẫn đại dương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác đưa đến sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác, hay con đường do đó các thiện nghiệp đưa đến sự cảm thọ quả báo các thiện nghiệp? Hãy đưa ta đi cả hai con đường. Và này Ananda, người đánh xe Ma Tá Lý đưa vua Nemi đến đoạn đường Suttamma thiện pháp. Này Ananda, Thiên Chủ Sắc Cá thấy vua Nemi đường xa đi đến, sau khi thấy vậy thì nói với vua Nemi: Hãy đến tâu đại dương thiện lai. Tâu đại dương, tâu đại dương, chư thiên ở cõi trời 33 ngồi ở giảng đường Suttamma tán thán đại dương như sau, thật là hạnh phúc. Và ngày mồng 8, tâu đại dương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn ý kiến đại dương. Tâu đại dương, hãy quan lạc giới thiên y lực giữa chư thiên. Thôi vừa rồi, tôn giả, hãy đưa tôi về Mithila. Tại đấy, tôi sẽ sống theo chánh pháp giữa các vị Bà La Môn, gia chủ và giữa các thị và thôn dân và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 18. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sắc Cá nói với người lãnh xe Ma Tá Lý: Này Ma Tá Lý, sau khi thắng cỗ xe có ngàn lượng ngựa kéo, hãy đưa vua Nemi về tại Mithila. Thư dân tôn giả, này Ananda, người đánh xe Ma Tá Lý dân đáp Thiên Chủ Sắc Cá: Thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo và đưa vua Nemi về Mithila. Ở đây, này Ananda, vua Nemi sống như pháp giữa các Bà La Môn, gia chủ giữa thị dân và thôn dân, thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 18. Này và này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Nemi gọi người thợ cạo tóc: Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có một tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thư dân tâu đại dương: Này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp vua Nemi: Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc ai thấy trên đầu vua Nemi có một tóc bạc. Thấy vậy liền tâu với vua Nemi: Các thiên sứ đã hiện cho đại dương tóc
Bà đã được thấy mọc ra trên đầu. Để nay thợ cạo tóc hãy kéo nổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt xuống bàn tay của ta. Thưa dân Tâu Đại Vương, này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp vua nên ní. Sau khi khéo nổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay vua Nê Mí. Rồi này Ananda, vua Nê Mí sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu, ta đã hưởng thọ các lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm các thiên lạc. Hãy đến đây, hoàng tử thân yêu, hãy trì vì quốc gia, hãy trì vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. 403. Người sau cùng chấm dứt truyền thống. Khi một người không duy trì truyền thống thì thế hệ kế thừa không hưởng được giá trị tiền nhân để lại. Kinh văn: Rồi này Ananda, vua Nê Mỹ sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu chính tại rừng xoài Makha Đê Quá này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, vị này an trú, biến mãn một phương với tâm thánh nhuần lòng từ, cũng vậy. Phương thứ hai cũng vậy. Phương thứ ba cũng vậy. Phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm thánh nhuần lòng từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, với tâm thánh nhuần lòng bi. Với tâm thấm nhuần lòng hỷ, an trú biến mãn mọi phương với tâm thấm nhuần lòng xả, cũng vậy. Phương thứ hai cũng vậy. Phương thứ ba cũng vậy. Phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên, vị ấy an trú định với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Nhưng này Ananda, tám bạn 4.000 năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, 8.000-4.000 năm đã trị vì như phổ dương, 8.000-4.000 năm đã chấp chánh như một quốc dương, 8.000-4.000 năm chính tại ngôi rừng xoài mắt khá đê quá này, sau khi cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vì này, sau khi tu tập bốn phạm trú, khi thân hoài mạng chung được sanh lên phạm thiên giới, nhưng này Ananda, người con của vua Nê Mí tên là Kala Rachanaka, vị này không xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này đã cất đức truyền thống tốt đẹp ấy, vị này là người tối hậu của các vị ấy. 404. Truyền thống do Đức Thế Tôn khởi xướng. Sự tuyên lưu chánh pháp của Đức Phật cũng là sự khởi xướng của một truyền thống cần được bảo lưu. Kinh văn: Này Ananda, rất có thể ông nghĩ như sau. Trong thời ấy, vua Makha Đê Quá, vì đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy là một vị khác. Nhưng này Ananda, chớ có hiểu như vậy. Trong thời ấy, ta là Makha Đê Quá, ta đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy. Dân chúng đứng sau cho rằng truyền thống tốt và đẹp ấy được ta thiết lập. Nhưng này Ananda,
truyền thống tốt đẹp ấy không đưa đến thiện ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn và này Ananda. Nay thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến thiện ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh kiến, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh thân tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến tịnh ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này ta nói như sau: truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tới học sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự dứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này Ananda, ta nói với ông, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chi tiết từ cô Chát Đẳng. Dạ, con đã đọc xong bài học hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng dạy bài học hôm nay. Một thầy giả kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô A Di Đà, Tam Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con xin thành kính đảnh đức quý vị đã cho biết được nhiều là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tuệ Tri. Kính chào sư Nguyên Thông cùng nữ cùng các vị thiện nam tín. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một bài kinh có tựa đề. Thật ra là cái bài kinh Makkhandi Quá này là chúng ta thấy rằng là nói lên một cái truyền thống tốt đẹp, thống tốt được một cái vị vua, được một cái ở trong thời quá khứ, đó là tiền thân của Đức Phật đã lập nên cái truyền thống tốt đẹp này. Thì như chúng ta đã nghe qua cái phần kinh văn rồi đó, thì chúng ta cũng biết rằng là do cái câu chuyện này hoặc là cái bài kinh này mà được được thuyết lên, hoặc là được nói lên là thỉnh cầu ngày thánh, thành ra ngày mới đảnh lễ thỉnh cầu Đức Phật nói lên cái nhân sự tại sao mà Đức Thế Tôn cười đó. Thì do cái nhân sự đó mà có cái bài kinh này. Thì ở trong cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật đi đến cái xứ mà gọi là cái xứ Xí Lan, thì lúc đó là mới diễn ra cái câu chuyện này. Thì ở trong cái bài kinh này Đức Phật kể lại cho ngài Ananda nghe, Đức Phật chỉ cái khu rừng này, chỉ cái thị trấn này nè, xưa kia là lãnh thổ của một cái vị vua có tên là Makkhandi Quá. Mà vị vua này là tại sao mà được nhắc lại quý vị? Tại vị vua này là một cái vị mà sống đúng pháp, sống luôn luôn an lập ở trong trong chánh pháp. Vậy thì quý vị thấy rằng á, một cái vị vua đó mà sống ở trong chánh pháp hoặc là an trú ở trong thiện pháp thế nào, cái vị này luôn có những cái pháp mà chúng ta nghe ở trong cái bài kinh là cái đức độ của một cái vị vua
là cái đức độ của một vị vua. Thì đức là như nào? Một cái vị vua mà được gọi là có đức độ thì cái vị đó sẽ là có bố thí, là có tâm xã tài, là hoặc là giúp đỡ những cái người mà cần giúp đỡ. Rồi chẳng những như vậy mà cái vị vua đó là một cái vị mà sống phải có giới hạnh, biết chế ngự, biết biết điều khiển hoặc là thu thúc thân khẩu ý của cái vị đó. Rồi ngoài cái chuyện đó thì quý vị thấy rằng cái vị vua đó phải biết coi như là dứt bỏ những cái tư lợi riêng của mình mà biết hy sinh cho thần dân ở trong cái quốc độ đó. Đó. Rồi một cái vị vua đó mà gọi là đức độ á, là cái vị đó phải có cái chánh trực, cái chánh trực có nghĩa là luôn luôn có cái sự liêm chính. Không không một bỏ người cẩn thận. Rồi ngoài cái chuyện mà chánh trực đó, cái vị vua phải có cái nhu hòa, nhu hòa có nghĩa là có tính tình hòa nhã, cái lời nói hiền từ. Rồi ngoài cái chuyện đó rồi thì phải biết tự chế ở trong, cái có nghĩa là biết tự chế ngự ở trong cái tâm mình, hoặc là nhiều khi á, ngay cả cái chuyện mà lỗi lầm thì cái vị đứng đầu một cái quốc độ đó cũng phải biết nhận cái lỗi lầm của mình để mà khắc phục cái lỗi lầm của mình. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, chứ không phải là mình đứng đầu rồi mình muốn làm gì mình làm. Đó, mình luôn luôn phải có cái sự nghiêm khắc với chính bản thân của mình. Rồi mình là một cái người mà đứng đầu đó, hoặc là mình là một cái người mà được gọi là có đức độ hay là an trú ở trong chánh pháp, trong thiện pháp á, thì cái người này là phải không có nóng giận. Quý vị thấy rằng á, một cái vị mà đứng đầu quốc độ hoặc là một cái vị mà có cầm quyền á, mà nóng giận á, thì nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Tại sao vậy quý vị? Tại mình có quyền sinh sát trong tay mà, có quyền sinh sát ở trong tay mà. Thành ra mình mà nóng giận á, là coi như là cứ chém riết, cứ bao nhiêu người cũng đem ra giết, đem ra chém thì coi như là riết là không có còn ai mà dám sống với mình nữa. Rồi cái vị vua mà có đức độ á, là coi như là không có não hại. Không có não hại có nghĩa là không có cái tâm mà tàn ác hoặc là thù hận người, công chính liêm minh, không phải là có cái sự mà muốn hại người đó. Rồi phải có cái sự kham nhẫn, có cái sự kham nhẫn chịu đựng mọi cái nghịch cảnh, mọi cái nghịch cảnh hết. Rồi thêm một điều nữa là không có sai lệch, có nghĩa là luôn luôn giữ vững cái truyền thống tốt đẹp, không có làm mất đi cái đạo đức, dù cho cái đó mà có người khen hoặc là có người chê vân vân, cũng không có làm mất đi cái đạo đức của một cái vị mà gọi là minh quân đó. Thì ở đây đó, sẵn nhân cái dịp ở trong bài kinh này đó, nói về cái vị mà trị vì đúng pháp hoặc là sống mà có an lập an trú ở trong chánh pháp đó, thì cái vị đó phải có những cái đức như vậy. Thì trở lại với cái bài kinh này thì quý vị thấy rằng á, ở trong cái bài kinh này đó là nhắc đến cái gì quý vị? Nhắc đến cái gì? Truyền thống tốt đẹp, những cái truyền thống tốt đẹp của cái vương tộc Makhadewa. Rồi những mà cái truyền thống tốt đẹp này được nêu lên ở trong những cái cách nào mà mình gọi là cái truyền thống tốt đẹp quý vị? Đó. Thì như cái lời chánh kinh á, thì chúng ta thấy rằng á, là hãy cái vị vua nào lên cai trị cũng vậy. Cai trị xong rồi á, tới lúc nào? Tới cái lúc mà trên đầu của mình á, mà mọc tóc bạc. Trên đầu của mình mà có những cái sợi tóc bạc á, nó hiện ra đó, là coi như là nhường ngôi liền.
nhường ngôi liền. Đây là quý vị thấy rằng cái truyền mà quý vị thấy rằng cái truyền thống này được truyền lại cho những cái vị những cái vị tôn tử đời sau. Quý vị thấy rằng mới như vậy, chứ bây giờ mà quý vị nhớ là khó, mà chúng ta trong cái đó nó rất là khó quý vị. Những cái người mà đứng đầu đó là quý vị biết rằng là chỉ coi như là chỉ có chết, chết mới là mới nhường, mới bỏ ghế thôi, chết đi rồi mới bỏ ghế, hoặc là nhiều khi á là còn an lập cái người mà bên cái phe phái của mình nữa, cái người mà bên phe phái của mình nữa, mà quý vị thấy rằng nguyên cái hầu như là nguyên một cái thế cái điều đó thành giả sử bây giờ mà chúng ta mà gặp một cái vị mà đứng đầu một cái quốc độ mà có những cái truyền thống này á, quý vị thấy như sao, thì chúng ta sẽ được an vui, chúng ta sẽ được hạnh phúc thôi. Một cái nhóm nhỏ nào thôi mà có những người đứng đầu á, luôn luôn có cái tâm chánh trực, hoặc là luôn luôn có cái sự mà bố thí xả tài, hoặc là biết dứt bỏ những cái lợi nhuận, những cái tư riêng mình đem lên coi đeo cái phần đông của hội chúng, thì ta nghĩ đi, mình mà có một cái nhóm nhỏ mà được như vậy thôi, được như vậy thôi thì quý vị thấy rằng rất là quý rồi, rất là quý rồi. Đó, thành ra ở trong cái bài kinh này đó, theo như chúng tôi thấy có một cái điểm hay, một cái truyền thống hay, phải nói nếu mà cái bài kinh này đó mà được được đem ra ngoài xã hội, đem ra ngoài xã hội để chi quý vị, để mà thuyết giảng hoặc là để áp dụng, để cho những người mà có trách nhiệm mà người ta áp dụng, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là hay, rất là hay. Tại vì sao? Tại vì nhìn ở trong bài kinh này, chúng ta học được cái gì? Khi mà mình thấy rằng là coi như là tóc mình đã bạc rồi, có nghĩa là cái sự già của mình nó đến rồi, bây giờ mình không còn phải lo cái chuyện mà của quốc độ nữa, mà bây giờ là mình phải lo để mà tạo phước, thì cái điều đó là cái điều tốt rồi. Với lại cái thứ hai nữa đó, thì quý vị thấy rằng những cái người mà người ta còn trẻ, người ta lên người ta kế thừa thì người ta sẽ đủ cái năng lực để mà người ta điều hành một cái nhóm đó, hoặc là một cái quốc độ đó. Đó thì như vậy đó, thì cái người dân ở trong cái xứ đó, mới được cái sự ấm no hạnh phúc. Còn nếu mà bây giờ mà mình thấy rằng thí dụ như là mình quá già rồi, mình quá già rồi, coi như là không còn minh mẫn nữa, do cái già nó đã áp chế mình rồi, sao mình minh mẫn nữa? Mà mình không minh mẫn nữa thì làm sao mà mình đem lại cái hạnh phúc cho cái phần đông? Bản thân mình còn không được hạnh phúc nữa thì làm sao mà đem lại cái hạnh phúc cho cái phần đông? Thành ra theo như chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng là đối với cái truyền thống này, cái truyền thống này được gọi là một cái truyền thống tốt đẹp. Cũng như ở trong bài kinh này đó, cái phần mà bình luận chúng tôi có thấy, nếu mà cái truyền thống một mà được tốt đẹp thì cái truyền thống đó mà được duy trì thì gọi là mỹ tục. Mỹ tục có nghĩa là một cái truyền thống tốt, mỹ tục. Còn một cái truyền thống mà xấu mà được duy trì thì gọi là hủ tục, có nghĩa là những cái hủ bại đó, những cái sự mà bại lụng đó quý vị. Đó, thành ra đó, cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi nhớ hồi trước khi mà Tết đến, quý vị thấy rằng có những người là người ta thích đi tìm những cái chữ Tàu, những cái chữ gì đó vẽ hoàng rồi dán lên trên nhà, hoặc là chặt hai cái chân gà đó là treo ở đằng trước nhà. Mà thật sự ra nó khổ một cái là mình hỏi không ai biết, là tại không biết cái chữ đó là chữ gì, mà mình hỏi là treo hai cái chân gà đó ở trong nhà đó, mình cũng biết tiếng chi.
mà không ai biết hết. Mà quý vị thấy rằng nhà nhà, nhà nào cũng kêu, nhà nào cũng làm hết, mà cứ hỏi ra là xưa bài nay làm, xưa bài nay làm, mà tổ tiên ta đã bài ra vậy rồi làm đó. Mà thiếu cái gì tổ tiên mình á, thì chúng tôi nghĩ rằng á là cũng bài ra nhiều chuyện lắm, mà có những cái chuyện có ích lợi mà mình không làm theo, mà mình lại làm theo những cái điều mà mình không hiểu, rồi con cháu trong nhà hỏi mình cũng không hiểu luôn, mà cũng không giải thích luôn đó. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là có những cái truyền thống, mà hãy cái truyền thống nào mà tốt đẹp á, thì được gọi là mỹ tục. Hãy mà những cái truyền thống nào á, mà nó làm cho mất cái vẻ đẹp, hoặc là mù mờ, hoặc là không có hiểu rõ đó, mà được duy trì á, thì cái đó nó không có gọi là mỹ tục nữa, mà gọi là những cái hủ tục. Những cái hủ tục thì vậy thì cái truyền thống này á, được trao cho ai quý vị? Được trao cho ai? Là được trao cho cái người, cái vị tôn tử, có nghĩa là cái vị mà con của vua, đủ tuổi trưởng thành, đủ cái sự lớn khôn rồi đó, thì cái vị vương tử đó đó được nhận, nhận cái trách nhiệm là điều hành về cái lãnh thổ đó, để mà đem đến cái sự an vui cho thần dân. Rồi vậy thì chúng ta trở lại với cái vị mà trao những cái quyền hành lại đó, thì cái vị đó đi làm gì? Cái vị đó đi làm gì? Cái vị đó đi hưởng thụ hả? Không phải, không phải. Có nghĩa là cái vị vua cha đó là biết rằng là mình là thiên sứ đã báo tin mình rồi. Có nghĩa là những cái sợi tóc bạc này nè, nó là thiên sứ báo cho mình biết rằng cái sự già, cái sự tàn lụng nó sẽ đến với mình. Thành ra cái vị này mới trao những cái công việc, trao những cái quyền mà điều hành cái quốc độ đó cho con của mình, để cái vị vua đó đi đâu, cái vị vua cha nó đi đâu, đi vào rừng, coi như là cạo tóc đắp y cà sa, để thực hành cái gì? Thực hành phạm trú, thực hành tu tập từ bi, tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ, tu tập tâm xã. Mà tu để chi? Tu để mà đạt đến cái cảnh giới của Phạm Thiên, cái cảnh giới của Phạm Thiên. Chứ chúng ta đừng có tưởng là trao cái quyền lực lại, trao hết cái công việc trách nhiệm rồi á, là để mà hưởng tuổi già, hưởng thụ. Cái điều đó không có. Quý vị thấy rằng bậc trí ngày xưa không có. Bây giờ ta điều hành cái quốc độ này, ta đã cống hiến cái quốc độ này từ hồi lúc mình còn trẻ đến bây giờ, tóc mình bạc rồi, coi như là mình biết thiên sứ đã báo tin rồi, cái sự già, cái sự tàn lụng nó sắp đến với mình rồi. Thành ra mình phải để cái quyền mà điều hành của quốc độ, có nghĩa là những cái công việc của quốc độ để cho những vị vương tử, những vị hoàng tử có trách nhiệm, có khả năng, thì cái vị đó sẽ làm. Còn đối với bản thân mình á, thì mình cũng tiếp tục mình tu tập, tiếp tục. Bây giờ mình không có lo cho bàn dân thiên hạ nữa, nhưng mà mình lo cái gì? Mình lo đời sống, tu tập cho mình, bằng cách là phát triển về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bằng cách cái tu tập gì đó. Thì quý vị thấy rằng cái truyền thống này đó được duy trì một thời gian cũng rất là lâu, duy trì một cái thời gian rất là lâu. Ở trong cái bản kinh này đó thì nói rằng là coi như là rất là nhiều vương tử kế thừa, rất là nhiều vương tử kế thừa, cứ đời vua này mà thấy tóc bạc là nhường ngôi lại cho cái vị vương tử hay là cái vị hoàng tử liền đó. Rồi duy trì từ đời này đến đời khác, từ đời này đến đời khác. Mà quý vị thấy rằng là coi như là vị vua nào nhường ngôi xong rồi đó, là coi như là cũng sao quý vị, cũng đạt đến cái cảnh giới tuyệt đỉnh, có nghĩa là đạt đến cái cảnh giới mà Phạm Thiên luôn đó, có nghĩa là tu tập phát triển được những cái tầng thiền rất là cao đó. Ngay cả quý vị thấy rằng tới cái thời vua của ông vua nào, tới thời của ông vua Nê Mí, cái ông vua Nê Mí, thì quý vị thấy rằng ở đây cũng có một cái chi tiết cho chúng ta biết được là một cái điều rất là hay.
Có nghĩa là ông vua này á, khi mà ông vua Nê Mí này đó, khi mà ông nhường ngôi cho con ông rồi đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó ông tu tập, ông tu tập mà đến nỗi mà các vị chư thiên, ngay cả thiên chủ Sắc Cát, một những cái vị vua trời, những cái vị vua ở trên cõi trời đó đều quy tụ lại, quy tụ lại hợp với nhau trên cõi trời, tán thán, tán dương một cái vị vua Nê Mí. Những cái vị chư thiên nói rằng cái dân chúng ở trong cái xứ đó, được cái phúc lành, được một cái hạnh phúc, được một cái phúc lành đó, là coi như là một cái vị vua đứng đầu trong quốc độ đó, sống an trú, đúng ở trong vương pháp, đừng có nói rằng là ngày 14, 15, mùng 8 gì hết, mà bình thường cái vị vua này cũng an trú ở trong chánh pháp, an trú ở trong thập phương pháp. Thành ra đó, các vị chư thiên coi như là, quý vị thấy rằng là coi như vừa tán dương mà còn vừa cho Mắc Kha Lý mà đánh xe, đánh xe ngựa xuống để mà mời Đức Vua về trên cõi trời. Đó, thì cái chỗ này á, cho chúng ta thấy nè, chỗ này cho chúng ta thấy nè, là coi như là ở cõi trời đó thì cái hạnh phúc nó nhiều hơn cõi người mình. Cái hạnh phúc đầy đủ, những cái thiên lạc nó đầy đủ, nó nhiều hơn cái cõi người của mình đó. Nhưng mà nói về nếu mà làm phước báo thì cõi trời không bằng, cõi trời không bằng. Thành ra đó, ở trong cái đoạn kinh này đó, cho chúng ta thấy rằng ở cõi người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta quyết tâm, nếu mà chúng ta tinh tấn mà chúng ta tạo những cái thiện pháp đó, thì cái thiện pháp nó nhiều hơn, cái thiện pháp đó mình tạo được nó nhiều hơn ở cõi trời đó. Cõi trời hạnh phúc hơn cõi người, có tòa lâu đài, hoặc là không có bị những cái chứng bệnh đau ruột đau răng đồ này kia vân vân. Nói chung là được hưởng những cái thiên lạc ở cõi trời nó đầy đủ hơn đó. Nhưng mà hỏi ở cõi người hơn cõi trời cái chỗ nào đó, mà đối với cái này là so sánh về thiện pháp nha quý vị, thì ở cái cõi người đó thì hơn cõi trời là cái chỗ là cõi người mình tạo được những cái thiện pháp rất là lớn, quý vị thấy không? Đó, như là Đức Vua Nê Mí, hoặc là quý vị thấy rằng những vị Bồ Tát của chúng ta, những cái vị Bồ Tát của chúng ta, các ngài nói chung là quý vị thấy rằng từ cái việc mà chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hoặc là tạo những cái công đức bố thí, hoặc là hành thiền, hoặc là tu tập, vân vân, bất cứ một cái phước nào, các vị Bồ Tát của chúng ta cũng làm, từ cái cấp độ ba la mật mà bờ cao thượng rồi bờ trên rồi đến bờ kia đó. Nó thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái bản kinh này đó, ở trong cái bài kinh này chúng ta đọc đi đọc lại đó, thì chúng ta thấy rằng là coi như là ở đây khẳng định cho chúng ta thấy rằng là coi như là đối với cõi trời sự an vui an lạc nhiều hơn cõi người đó. Nhưng mà nói về mà cái sự tạo thiện pháp á, mà tạo được cái thiện pháp lớn á, thì cái cõi trời không bằng đó. Thành ra ở trong cái chỗ này á, quý vị thấy rằng á, là coi như là Đức Vua Nê Mí được các vị chư thiên ở cõi trời mờ về cõi trời, mờ đến nỗi mà một cái cách mà long trọng đàng hoàng đó. Lúc mà Đức Vua Nê Mí chịu đi rồi, chịu đi rồi thì sao quý vị? Lúc đó Mắc Kha Lý đó mới hỏi: vậy đại vương, bây giờ đại vương muốn đi bằng đường nào? Một là đi cái đường mà nhìn mà thấy chúng sanh đang đau khổ do cái ác nghiệp, hai là đi cái con đường mà thấy chúng sanh đang hưởng hạnh phúc do tạo những cái thiện nghiệp. Đức Vua bây giờ đại vương muốn đi đường nào? Thì quý vị thấy rằng Đức Vua trả lời là đi hai đường luôn, đi hai con đường luôn. Thành ra đó, đi ngang qua nhìn cái chúng sanh mà tạo những cái ác nghiệp phải đang chịu cái sự đau khổ, rồi cũng đi ngang qua cái con đường mà những cái chúng sanh đang hưởng hạnh phúc do tạo những cái công đức phước báo đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái chỗ này nè, Đức Vua Nê Mí mới cho chúng ta thấy rằng đúng là một cái vị vua, đúng là một cái vị mà an trú ở trong vương pháp.
Khi mà lên cõi trời rồi đó, các vị chào hỏi với nhau, rồi trò chuyện với nhau một chút là Đức Vua Niêm Yết rồi, thôi thôi, cho ta đi về, trở về cái xứ Mithila này nữa, là có nghĩa là trở về đặng lo tu tập quý vị, trở về đặng lo tu tập, chứ không phải là đam mê ở trên đó. Nếu mà nghĩ thật sự ra đối với mình, chắc là cho mình lên trển, chắc mình ở cái bộ lâu à. Cũng như là quý vị thấy không, có những người mà ví dụ như người ta muốn đi du lịch đó, từ cái xứ sở mà nó khổ mà đi đến những cái xứ sở mà nó được sung sướng đi xíu đó, quý vị thấy rằng nếu mà cho người ta ở lâu, người ta ở hết trơn, ở hết trơn, nhưng mà quý vị thấy rằng đối với Đức Vua Niêm Yết không có, nó lên vậy chứ xong việc, xong công việc là xin trở về liền, xin trở về cái xứ của mình, xin trở về cái xứ của mình đến chi vị, để bắt đầu là coi như là giao những cái công việc triều chính, giao những cái công việc của quốc độ cho vua con của mình, cho vua con của mình rồi đến chi vị vua này tiếp tục lo tu bốn cái phạm trú, có nghĩa là lo phát triển tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Nhưng mà có một điều bắt đầu là đáng buồn, đáng buồn có nghĩa là sao, có nghĩa là cái truyền thống tốt đẹp này bị mất, cái truyền thống tốt đẹp này bị mất, mất vào cái tay ai, đó là cái vị vua con của vua Niêm Yết có tên là Chanaka đó. Cái vị vua này khi mà lên mà nhận chức rồi đó, nhận cái quyền mà điều hành quốc độ rồi, cái vị này không còn giữ cái truyền thống đó nữa, không có còn giữ truyền thống đó nữa, có nghĩa là không an trú ở trong mà thập phương pháp, có nghĩa là không có những cái đức tính của vị vua nữa, rồi làm cho cũng như là không có truyền thừa, không có làm y như cái lời mà cổ nhân xưa đã dạy, là những cái vị vua trước đã dạy. Có nghĩa là khi nào mà thấy tóc bạc, thấy thiên sứ mà hiện ra rồi, thì mình phải nhường ngôi lại để mà đi tu tập đó. Thì cái vị vua Cá Lạc Rá Chá Ná Cá đó đã hủy hoại, đã làm mất đi cái truyền thống tốt đẹp đó, một cái mỹ tục, một cái truyền thống tốt đẹp đó. Thì quý vị thấy rằng đến đây nó cũng thật sự ra đó, mình nãy giờ mình đọc từ đầu bài kinh thì mình thấy rất là hưng phấn, nhưng mà đến khi mà mình thấy rằng cái truyền thống nó bị mất đi rồi đó, tự nhiên như bản thân của chúng tôi đọc, chúng tôi cảm thấy nó buồn quý vị. Hình như là bây giờ đó, mình mà nghe được một cái truyền thống gì đó mà tốt đẹp đó, thì tự nhiên mình cảm thấy ở trong tâm của mình nó rất là vui, ở trong tâm của mình rất là vui. Quý vị thấy rằng khi mà bây giờ nói mà ở trong cái đời sống tu tập của mình, đời sống tu tập đó, tự nhiên mà mình nghe một cái vị nào đó mà coi như là vào xuất gia rồi, lo chuyên tâm tu tập, chuyên tâm học học bài kinh này hoặc là học giáo lý kia rồi, xong rồi cái vị đó vẫn duy trì được cái thời công phu, cái thời tu tập đồ này kia vân vân đó. Thì chúng tôi thật sự ra đó, quý vị, mình mà nghe được cái chỗ nào mà còn giữ được cái truyền thống, giữ được những cái gọi là những cái thời khóa mà tu tập được đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là vui, cảm thấy mình rất là hoan hỷ. Có những lúc đó, quý vị biết, chúng tôi cũng khuyến khích các vị ở trong chùa đó, mình cứ lên đó đi, mình tụng kinh đi, rồi mình hành thiền. Thì thật sự ra đó, mình không biết mình có đắc định, đắc đạo quả gì hay không, nhưng mà mình cứ ráng đi, mình cứ ráng mình tu tập, mình có một cái nội lực, có một cái năng lực như vậy đó, thì lâu ngày nó sẽ có kết quả. Với cái bằng chứng á, thật sự ra thì bây giờ mình lấy bản thân mình làm thí dụ. Ví dụ như mình đi đến một cái hội chúng nào đó, mình thấy hội chúng đó có giờ giấc, có được những cái điều đó, thì tự nhiên mà mình nhìn, mình cảm thấy mình hoan hỷ, cảm thấy mình vui. Thì cũng vậy, khi mà mình tu tập, mình tạo ra được
những cái tạo hóa đó, đó, thì ai mà người ta đến, người ta gặp là tự nhiên là cái tâm của người ta sẽ hoan hỷ, cái niềm tin của người ta chưa có nó sẽ được sanh khởi, nó sẽ được có. Còn hãy mà cái niềm tin đã có rồi thì nó sẽ tăng trưởng. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng tự nhiên bây giờ mình nhìn ở đâu mà có những cái truyền thống mà nó tốt đẹp đó, tự nhiên cái mình nhìn mình cảm thấy nó rất là vui, nó rất là vui. Khi mình chỉ cần mà thí dụ như là được duy trì một cách mà nó bình thường thôi, không phải là nó cao siêu gì hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với một cái tập thể mình thấy rằng là có trên có dưới, một cái vị lớn đó, thì thương tưởng những vị nhỏ, rồi những vị nhỏ đó thì có sự mà kính trọng những cái vị lớn. Thì tự nhiên mình nhìn những cái truyền thống đó mình cảm thấy mình rất là hoan hỷ. Chúng tôi nhớ mãi cái hình ảnh mà có những cái năm mà chúng tôi ở bên Thái Lan đó, sau một cái buổi chiều tụng kinh xong đó, là quý vị biết rằng các vị sa di ngồi một hàng dài ở đó với nhau, rồi bắt đầu cái vị đó có một vị sẽ xây mặt qua đó, thì cái vị đó xây mặt qua đó, rồi cái vị mà ngồi kế bên đó là mới chắp tay xá cái vị đó, rồi xong rồi cái vị đó mới xây qua ở bên cái vị này, thì cái vị này mới ngồi như vậy, rồi cái vị kia mới chắp tay xá cái vị đó, mà cứ lần lượt cho như vậy á, cho hết một cái hàng dài. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ, tôi nói ủa sao bên đây làm như có cái một cái điều gì á, mình thấy nó cũng hơi lạ. Thì cũng may thay á, thì ở trong đó có một cái vị đó biết tiếng Thái mà tiếng Việt luôn, thì chúng tôi mới hỏi các vị sa di làm như vậy đó là có ý nghĩa gì. Thì cái vị đó mới giải thích cho chúng tôi biết á, cái vị đó, các vị đó có cái sự mà xá chào nhau sau một cái thờ tụng kinh. Cái vị đó sẽ cái vị nào nhỏ nhất sẽ xá cái vị lớn, rồi cái vị lớn đó sẽ xá cái vị lớn hơn, là để chi? Để nhắc nhở cho mình biết rằng là mình vô chùa này sau cái vị đó nè. Mình vô chùa sau cái vị đó nè, rồi cái vị đó xá là cái vị lớn hơn mình, là để nhắc nhở là mình vô chùa cũng sao cái vị này nè, chứ không phải là mình là lớn hết ở trong này. Đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi nhìn những hình ảnh đó mình cảm thấy rất là hoan hỷ, mình rất là vui. Thì mình thấy những cái truyền thống đó là nó tốt đẹp quý vị, là luôn luôn nhắc nhở cho mình biết rằng là mình vô đây sao cái vị đó. Ít nhiều gì á, mình cũng phải, quý vị biết rằng á, ít nhiều gì cái đời sống ở trong chùa đó, hoặc là ở trong một cái cộng đồng nào cũng vậy. Chúng tôi nghĩ ở trong một cái nơi làm việc cũng vậy, cái người vô sao lúc nào cũng phải có cái sự mà tôn kính cái người mà đã có mặt trước mình rồi, hoặc là quý vị thấy rằng ngày xưa chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi thấy những cái phong tục, thí dụ như là mình nhỏ mình gặp cái người lớn, mình lấy nón xuống rồi mình khoanh tay là mình chào. Thì chúng tôi nhớ xưa có quý vị, nhưng mà dần dần như là cái lễ phép đó nó mất rồi quý vị. Tới ngày nay cái lễ phép đó hình như nó không còn nữa quý vị ơi. Mà chúng tôi nghĩ rằng chỉ có gật đầu chào một cái là chúng tôi thấy rằng mình cũng thấy cái chuyện đó là nó hiếm rồi. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói về những cái điều này đến chi, để mà cho chúng ta thấy rằng là có những cái truyền thống, có những cái truyền thống nào đó nếu mà nó tốt đẹp mình cần phải duy trì, mà cái truyền thống nào mà nó không tốt đẹp mình không cần. Tại vì ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng cũng có đoạn phân tích cho chúng ta biết được truyền thống đẹp là mỹ tục, chúng ta duy trì được. Còn cái truyền thống mà nó mang cái tính chất mà nó dị đoan, hoặc là cái tính chất mà nó không có lợi ích đó, cũng như hồi nãy mà chúng tôi nói quý vị nghe đó, Tết đến quý vị thấy rằng là coi như là tự nhiên là đi ra mua những cái
những thứ tà quẹt rồi mình dán lên nhà, rồi mình treo cái cặp chân gà ở trong nhà đồ này kia, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái truyền thống đó mình không cần duy trì, mình không cần duy trì. Cái đó nó thuộc về hủ tục là chứ không phải là thuộc về mỹ tục đó. Vậy thì trở lại cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là cái truyền thống mà gọi là mà khi mà thiên sứ báo tin có nghĩa là tóc bạc nó mọc lên rồi nhường ngôi cho một cái vị vương tử, rồi để cái vị đó lo xuất gia tu tập, lo xuất gia tu hành, thì cái truyền thống đó cũng được duy trì qua rất là nhiều đời của đức vua. Rồi cuối cùng thì đến cái đời vua, cái ông vua mà con của vua Nemi có tên là Kalaka Chanaka đó, đến cái vị vua đó là coi như là mất đi cái truyền thống đó, mất đi cái truyền thống đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mất đi cái truyền thống đó đó, thì lúc bấy giờ đó, lúc bấy giờ đó thì Đức Thế Tôn mới xác nhận, Đức Thế Tôn mới xác nhận là coi như là cái vị vua mà Makha Đê Quá đó chính là tiền thân của Như Lai, chính là tiền thân của Như Lai. Rồi kế tiếp á, thì lúc bấy giờ á, thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật mới dạy cái gì quý vị? Đức Phật mới dạy cái gì? Đức Phật mới dạy cho các vị là coi như là đối với á, cái truyền thống đó, nó cũng không có không, cũng như là nó không có vững, cái truyền thống đó nó không có vững. Tại sao vậy? Tại vì cái truyền thống đó nó chưa có đưa đến, cái truyền thống đó nó chưa có đưa đến mà cái sự mà ly tham, nó chưa có đưa đến cái sự ly tham quý vị. Có nghĩa là cái truyền thống đó nếu mà nói theo đời đó thì nó tốt đẹp, nhưng mà nói theo mà coi như là cái cấp độ mà giải thoát đó, cái cấp độ giải thoát đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là nó chưa có đạt. Thành ra đó, ở trong cái câu mà kế chót á, Đức Phật đó mới nói rằng là cái truyền thống đó nó không có đưa đến ly tham, nó chưa có đưa đến mà đoạn diệt tịch tịnh. Thành ra đó, bây giờ Đức Thế Tôn mà khuyên các vị hãy tu tập hoặc là hãy thiết lập được cái truyền thống của ta. Cái truyền thống của ta đó là cái truyền thống gì quý vị? Cái truyền thống này nè, cái truyền thống này mới đưa đến cái sự yểm ly, mới đưa đến cái sự ly tham, đưa đến cái sự đoạn diệt tịch tịnh. Đó là cái truyền thống Bát Thánh Đạo, hoặc là Thánh Đạo Tám Ngành, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó, cái truyền thống này nè là coi như là các vị tỳ kheo cần phải giữ gìn đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái truyền thống mà mình tu tập Bát Chánh Đạo đó, cái truyền thống này mà mình còn giữ được đến chừng nào, thì coi như là lúc đó cái giáo pháp còn hưng thịnh. Còn mà cái truyền thống này mà coi như là bị mất đi là coi như là lúc đó là cái giáo pháp này là không còn nữa, không còn nữa. Cái truyền thống Bát mà mình tu tập về Bát Thánh Đạo đó, quý vị thấy rằng đối với đời sống của một vị xuất gia đó, có chánh kiến là chúng ta sẽ tránh được những cái gì quý vị? Chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi lầm rất là nhiều. Quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta có những cái suy nghĩ tà vại, những cái suy nghĩ mà dục tầm, sân tầm, hải tầm người kia? Tại vì do chúng ta không có cái chánh kiến. Nếu mà mình có cái sự hiểu biết đúng đắn thì mình không có những cái suy nghĩ tà vại cũng như là dục tầm, sân tầm, hải tầm đó. Thành ra khi mà mình có chánh kiến rồi đó, chánh kiến chúng tôi thật sự ra chúng tôi mình đọc đi đọc lại đó thì mình mới thấy là chánh kiến là một cái điều rất là quan trọng. Hễ mà có chánh kiến chúng ta thì chúng ta không có tà kiến, mà cũng nhờ có chánh kiến mà chúng ta không có những cái tà tư duy đó. Mà nhờ chúng ta có cái chánh kiến thì lúc đó là quý vị thấy rằng hễ mà mình có chánh kiến thì coi như là mình không có những cái gì, không có những cái tà mạng, tà nghiệp.
tà mạng tà nghiệp hoặc là tà ngữ. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà mình mà hiểu biết được, mình có cái sự hiểu biết đúng đắn, quý vị thấy rằng mình có đi nói đâm thọc không? Mình có đi nói hai lưỡi hoặc là nói chia rẽ gì không? Đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có cái sự hiểu biết đúng rồi đó, mình không có những cái suy nghĩ bậy, mà mình cũng có những cái lời nói bậy nữa, mà mình cũng có những cái nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp mà tầm bậy, cái nghề nghiệp mà không chân chánh. Đó, rồi khi mà mình có cái sự hiểu biết đúng á, là coi như là chúng ta có cái sự mà tinh tấn, đúng, có nghĩa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta sẽ có những cái điều đó. Thành ra đó, cái truyền thống này á, là một cái truyền thống tốt đẹp. Nếu mà mình còn duy trì, ngày nào mà mình còn duy trì được đó, thì coi như là lúc đó là chúng ta còn giữ được những cái truyền thống, phải nói rằng đây là giống như là cái truyền thống của Bậc Thánh. Còn khi nào mà giữ không được á, là ở trong cái phần chú giải á, mới nói rằng á, cái Đức Phật á, phiên á, cho cái vị tỳ kheo đó, là coi như là đừng để mà mình đừng để mình là cái người mà coi như là cái người mà làm cắt đứt, có nghĩa là cái người mà không có duy trì được cái truyền thống này đó. Là vậy thì cái người mà gọi mà không có duy trì được cái truyền thống này là cái người nào quý vị? Là cái người mà cứ nghĩ rằng mình là không thể đắc quả A La Hán, rồi do đó mình không có nỗ lực, không có nỗ lực để mà mình thực hành. Đó, còn cái người mà coi như là luôn luôn quyết tâm thực hành để mà đạt đến hữu học, có nghĩa là đạt đến Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán rồi đó. Đó, thì cái người đó là đang gìn giữ cái truyền thống. Mà cái người nào mà cứ nghĩ rằng là mình không có đủ khả năng để đắc được đạo quả gì hết, thành ra mình thôi tinh tấn, mình bỏ tinh tấn, thì cái người đó gọi là cái người mà làm đứt cái truyền thống, làm mất cái truyền thống đó. Đó, quý vị thấy rằng là coi như là ở trong cái bài học này, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, có những cái điểm mà chính là nói về cái truyền thống, một cái truyền thống tốt đẹp, một cái truyền thống tốt đẹp. Cái truyền thống tốt đẹp này là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình làm xong cái chuyện sau bao nhiêu năm, mình làm cái chuyện mà điều hành một cái quốc độ hay là ở một cái đất nước gì đó, rồi mình cảm thấy rằng là lúc đó mình đã già, có nghĩa là thiên sứ đã báo tin cái sự già, cái sự lão mại, cái sự chết nó đến với mình rồi, thành ra mình phải nhường ngôi lại để mà mình lo, mình tu tập, mình phát triển đời sống tâm linh, có nghĩa là phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Đó, thành ra được cái truyền thống này được duy trì, thành ra là coi như là tốt đẹp. Rồi nói về những cái vị mà minh quân, những cái vị vua mà có cái tâm với đất nước, có cái tâm với quốc độ, là luôn luôn là an trú ở trong thập phương pháp. Khi mà điều hành đất nước thì an trú ở trong thập phương pháp, còn khi mà không còn điều hành nữa thì an trú ở trong bốn vô lượng tâm. Và cái truyền thống này được tiếp nối nhiều đối với các cái vị đời vua ở trong quá khứ, rồi cho đến cái đời vua cuối cùng là đời vua của ông Kalarachanaka, thì cái vị vua này làm mất đi cái truyền thống đó. Rồi kế tiếp Đức Phật mới thuyết thêm cho ngài Ananda cùng với các vị tỳ kheo nghe là đối với cái truyền thống đó nó như vậy, nhưng mà nó chưa có đưa đến yểm ly, chưa có đưa đến ly tham đoạn diệt, có nghĩa là cái truyền thống đó nó chưa có đạt đến cái cố gắng niết bàn, chỉ có cái truyền thống của bát chánh đạo là coi như là cái truyền thống này duy trì gìn giữ thì mới có những cái vị thánh nhân xuất hiện. Thành ra những người nào mà được gọi là đang duy trì cái truyền thống bát chánh đạo là những cái vị mà đang cố gắng thực hành để đạt đến quả vị hữu học, có nghĩa là những cái tầng thánh đầu đó, thì coi như là cái vị đó đang nỗ lực để mà gìn giữ cái truyền thống đó. Còn cái vị nào mà rời bỏ tinh tấn với ý nghĩ rằng là mình không có khả năng đắc đạo quả, rồi mình rời bỏ tinh tấn, thì cái vị đó là
đang phá hủy cái truyền thống của Bát Chánh Đạo. Đây là những cái ý được thuyết lên qua ở trong cái bài kinh Mắc Kha Đề Quá. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng để thời gian cho chư tăng các ngài thảo luận. Với cái phần phước này thì xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya. Cái trình đại điện Phật tính bạch trường tọa tuệ siêu, trường tọa có ở trước máy và trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa tuệ siêu nghe được kinh thỉnh, trường tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa tuệ siêu, trường tọa có ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Như Thượng tọa Pháp Đăng cũng không nghe. Sư Nguyên Thông có trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thương đầu tiên. Dạ. Sư Thông ở trong bài kinh này á, và bài kinh trước mà chúng ta được học, thì Đức Phật đã khẳng định rằng ngài là vị khởi đầu cho truyền thống, và truyền thống đó là truyền thống Bát Chánh Đạo. Nhưng mà Sư Nguyên Thông có để ý là hiện nay đó, chư tăng, Phật tử, đa số là không có quan tâm về Bát Chánh Đạo nhiều, thậm chí còn xem thường giới lý tứ đế. Và nếu chúng ta điểm qua các ngôi chùa, thí dụ như ở thành phố Houston đó, thì mình thấy rằng các ngôi chùa quan trọng về vấn đề tập khí không. Dạ. Hô hào vì khi không vừa Phật tử, một những người Phật tử đi chùa đã thường hâm mộ tập khí không nhiều hơn là nói về Bát Chánh Đạo nữa. Thì Sư Nguyên Thông có thấy một điều rằng cái nhìn của đa số Phật tử vẫn như chư cha ngày nay là ít có nhắc đến Bát Chánh Đạo và ít có đề xướng Bát Chánh Đạo không? Xin cái thể ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái câu hỏi của Sư Phụ thì nó là một cái sự gói trọn những giáo pháp của Thế Tôn. Kính thưa Sư Phụ, trên thế gian này có hai loại người. Một loại người là một gọi là người trí, tức là một người đó có một cái trí tuệ mà khi mà nghe được cái giáo pháp, nghe được điều hay, điều phải là người đó nó thấp tê liền, nó biết liền và họ đi theo liền. Và trên thế gian này có nhiều người ngu si, tức là giàu cho mà đứng bên người có trí tuệ, nghe người có trí tuệ nói mà họ nghe không nghe, họ không hiểu gì cả. Nhưng người đó ta thí dụ như là cái muỗng canh, tức là cái muỗng nó nằm trong nồi canh nhưng mà nó không có biết được cái vị ngọt của cái canh. Vì vậy cho nên thưa Sư Phụ là thế gian này có khoảng là 7 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu người được Phật giáo, bao nhiêu người biết được Phật giáo, mà bao nhiêu người đã liên lỉ hằng ngày vào rung để nghe Phật. Thì ngoài cái rung này thì khó có những cái rung khác nào mà được giảng dạy và chư
giảng sư có mặt đều đặn hàng ngày và chư Phật tử có mặt hiền ngày. Thí dụ giờ con thấy đây là Thi Lâm, Sương Mai, Rạng Đông, Như Quỳnh, Lữ Khách, Lăng Dạ Nguyệt, vân 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 vân. Còn những cái room khác thì con cũng có dạo chơi, thì nào là Chánh Trị vân vân, mà khi những người đó nói ra thì mình thấy đầy cái sân si, bất kỳ người nào cầm máy đều nói sân si. Thành ra mình thấy là cái giáo pháp của Thế Tôn là một cái viên ngọc quý, thưa sư phụ. Ở trong sa mạc hay là bất kỳ nơi đâu thì người ta thấy là cát và sỏi đá bùn nhơ, nhưng mà ngọc quý là làm sao có được. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy không lấy làm lạ gì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ tại Côi Bồ Đề ở bên Ấn Độ bây giờ đó. Thì khi mà Ngài mà bỏ ra vài tuần lễ để chiêm nghiệm lại những điều mà Ngài đã chứng đắc, thì Ngài mới thấy rằng giáo pháp mà ta chứng ngộ thật là khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Và Ngài đã nói như vậy và Ngài đã khởi được cái tâm có lẽ là Ngài sẽ niết bàn tại đây. May mắn thay cho chúng ta, lúc đó là trên cõi Phạm Thiên có một vị Phạm Thiên tên là Samadhi, người đã đắc tam quả và người đã có tha tâm thông, và người đã thấy nghe được cái tâm của Thế Tôn. Cho nên Ngài mới bay xuống trong một cái duỗi cái cánh tay ra, Ngài đảnh lễ Thế Tôn. Ngài nói thưa rằng: thưa Thế Tôn, trần gian này đã đau khổ quá nhiều, tối tăm quá nhiều. Tại sao? Vì một Đức Phật trước đến Đức Phật sau, nó kể cả từ 10 tỷ năm đến 20 tỷ năm, thì là khi mà không có giáo pháp là con người ta u tối. Thì như hồi nãy sư phụ Pháp Tính có nói là cái mà sân tầm hại tầm, thì tất cả những cái điều đó tại sao có, là tại vì họ có cái dục tầm, họ tham muốn cái này, mà muốn không được thì sân, mà muốn sân mà không được thì họ đi giết nhau. Vì vậy cho nên thế gian này ít người thấy được cái điều đó. May mắn thay mà chúng ta là những người quy tụ lại đây, là những người mà trong cái tâm của chúng ta đã có một cái mẫu số chung. Thì cái mẫu số chung đó là tìm hiểu được cái giáo pháp để giải thoát. Mà trên thế gian này chỉ có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mình nói ra đó thì mình nói là số một. Thật sự trong rung này chúng ta nói là giáo pháp của mà chúng ta đang học tới là số 1 thì không ai phản đối. Nhưng mà ra ngoài nói vậy thì bị để đầu liền. Bởi vì ta nói còn có Chúa là sanh muôn ngoài. Chứ làm thế nào mà có Chúa sanh muôn rồi rồi ra vậy thì ai sanh ra Chúa? Cho nên tất cả những điều đó, khi mà con trước đây con là một người công giáo, thì những câu hỏi đó thì có một lần con hỏi ông cha, là thưa cha, con theo cha con tu hành mấy năm này thì con có thể được bằng Chúa. Cái ông cha ông nói có được nói vậy, Chúa là trên cùng chúng ta, luôn luôn là những người nô lệ của Chúa. Thì con mới trả lời vậy thì cha luôn luôn là nô lệ của Chúa, để con không chịu, con học là con phải tốt nghiệp, không thế nào con học hoài mà con ngu được. Vì vậy cho nên trên cái giáo lý của Đức Phật Tâm Ni, Ngài nói thế này là ta là Phật đã thành, ta đã trải ra cái con đường đó, chúng con là Phật sẽ thành nếu đi trên con đường đó. Thì con thấy cái lời nói đó quá là rõ ràng. Thì chúng ta là những người mà tu học, mà nếu tu học thì chúng ta là người mà nô lệ hoài, thì con để cho ông cha đó làm nô lệ Chúa đi. Cho con học được Phật, mà nếu mà con ngu si thì con là chúng sanh, sanh tử luân hồi, tham dục thì đi vào địa ngục mà ở. Còn nếu không tham dục, tu hành, xả bỏ những cái tham lam thì con phải tốt nghiệp chứ. Vì vậy cho nên con thấy là trên thế gian này chỉ có giáo pháp của Thế Tôn là một giáo pháp. Ngài đã nói một câu rõ ràng, Ngài nói là khi mà ta giảng pháp cho con, cho các con, để con giảng pháp bằng cái bằng tay mở rộng, không có giữ lại cái gì cho chúng ta, cho ta đó. Cho nên là khi mà ngay cả khi mà trước khi Ngài Parinibbana thì Ngài đã nói rằng là giáo pháp đã được giảng dạy, rồi Ngài nói là phải ráng nên tinh tấn tu hành. Mà cái câu nói của Ngài mà sư phụ với con cũng đã chiêm nghiệm và đã rất là khâm phục. Ngài nói là một cái cách, một cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng nhất, với lại làm theo lời Ngài giảng dạy thôi. Mà hãy làm theo lời Ngài giảng dạy là chúng ta sẽ được như Ngài. Trên thế gian này không có một vị đạo sư nào mà cao thượng, mà nhân từ như Thế Tôn. Nếu mà con nói như vậy, quỷ nào thấy là con nói sai, xin dạy con để con học. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 1 này, phải chăng đa số Phật tử ngày nay không nhận thức được Bát Thánh Đạo là truyền thống chánh pháp mà Đức Phật để lại?
Nói như vậy đó thì cũng có đúng, nhưng sự thật rằng có chúng ta đây thì là chúng ta là những người mà may mắn, mà cái may mắn này không phải tự nhiên, cái may mắn này là do đã từ những bao nhiêu kiếp trước chúng ta đã từng tu tập và già có được từng tu tập nhưng mà chưa giác ngộ. Nhưng mà đã giác ngộ rồi chúng ta không còn ở đây, giờ còn nhờ có cơ tu tập cho nên những cái chủng tử đó, chủng tử nó đến dài nay vẫn còn, là tại vì những điều mà nó gian dính líu đến cái giáo pháp tuyệt đối thì cái đó là khi nào người nào đã học đã tu thì cái đó nó không mất. Cũng như con nghe sư phụ nói là cái ngôn ngữ Pali là điển ngữ, là ngôn ngữ của Thế Tôn để dùng để chép kinh cho nên người nào, bất kỳ người nào học được ngôn ngữ Pali thì cái ngôn ngữ đó sẽ theo người đó đời đời kiếp kiếp, không quên không mất. Vì vậy cho nên cái gì mà chúng ta đã học từ những kiếp đó, thì kiếp này vẫn còn trong con người của chúng ta, mà ta gọi là cái chủng tử đó. Cái chủng tử thì nhờ vậy mà chúng ta đã gặp nhau ở nơi đây. Thì có lẽ là những người mà những kiếp trước đã tu hành cho nên đã tề tụ lại nơi đây gặp nhau để mà ôn tập và tu hành, đến một ngày nào đó cái parami chúng ta có đầy đủ thì một vị Phật thứ năm ở trái đất này xuất hiện trong một vài tỷ năm nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ gặp người đó và sẽ được người đã khai mở để chúng ta thành một người Savaka Buddha. Vì vậy trên thế gian này Thế Tôn là một người có thể nói là vĩ nhân trước nhất trên thời gian này. Cái pháp mà Thế Tôn mà chứng đắc được là không phải một tháng, một năm, một ngàn năm, một triệu năm, một tỷ tỷ năm, mà bao nhiêu tỷ 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 năm. Cái năm tháng mà Đức Phật Thích Ca mà thuyết giảng đó, là trong giáo lý nói là 20 A Tăng Thì Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, có lẽ là hơn nữa. Bởi vì tỷ tỷ kiếp và những cái kiếp trái đất, mà một cái trái đất mà chúng ta đang ở này thì chứa được năm vị chánh biến tri, mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài là người thứ tư và người thứ năm sẽ là Maitreya. Rồi sau đó thì trái đất này sẽ nổ toanh đi, rồi tất cả chúng sanh đi qua một cái thế giới khác để làm lại một cái thế giới khác. Vì vậy cho nên cái mà đa số Phật tử ngày nay không nhận thức được Bát Chánh Đạo là truyền thống chánh pháp mà Đức Phật để lại thì có thể có, nhưng mà cũng có thể không. Bởi vì chúng sanh thì cái Đức Phật giảng dạy rằng cái trí tuệ của mỗi người có sâu có cạn khác nhau. Khi mà Ngài nghe Ngài Sampati nói như vậy cho nên Ngài mới dùng Phật nhãn của Ngài để quan sát thế gian, thì Ngài mới thấy rằng trong chúng sanh có những người mà cái tâm của họ còn lặn dưới bùn, dưới đáy nước chưa lên, còn có một số chúng sanh thì đang lơ lửng ở giữa, rồi một số chúng sanh thì đến gần mặt nước, một số chúng sanh rồi trôi lên khỏi mặt nước để nhìn thấy cái ánh sáng mặt trời. Vì vậy cho nên là nếu mà nói rằng tất cả chúng sanh hay tất cả những Phật tử nào mà không nhận thức Bát Thánh Đạo thì nói thì cũng hơi khó, nhưng mà có những Phật tử cũng đã vào rung, như là cô Nhật Quỳnh, anh Châu Phan, hay là Từ Bi, anh Pháp Lữ, là những người mà con nhìn thấy ngày nào cũng có mặt ở đây và siêng năng tu hành. Vì vậy cho nên với những điều mà con nhận xét như vậy thì tất cả những người có mặt trong lúc này mà thường xuyên tu hành thì nhất quyết là sẽ đạt được đạo trong một ngày gần đây. Có thể là một kiếp, 100 kiếp, 1.000 kiếp, nhưng mà chắc chắn là sẽ thành đạo. Kính thưa sư phụ, và vì vậy cho nên cái câu hỏi này làm cho chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta là những người may mắn, và khi mà chúng ta được may mắn thì chúng ta càng phải nỗ lực và học tâm từ, tâm bi, tâm xả, và học cái tánh khiêm nhượng là một cái đặc tính của những bậc trí, là từ bi, hỷ xả và khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cung. Và đó là những điều con học được trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân sư phụ đã giảng dạy cho chúng con học, và nhất là câu thảo luận này. Phải rồi, tất cả Phật tử ngày nay không phải là không hoàn toàn không nhận thức Bát Thánh Đạo là truyền thống chánh pháp mà Đức Phật Thích Ca để lại, là bởi vì những người đó không có cái tâm tu hành, không có cái phát Bồ Đề Tâm, mà dùng cái tâm ngu si để mà học, cho nên sẽ không có
đạt được bao nhiêu. Ngược lại, những người mà có những cái tâm học từ những kiếp trước, cho nên khi mà kiếp này nghe thấy tiếng chuông, thấy được chùa và thấy được cái áo nhà tu, thì thấy rằng đó là hình ảnh của mình ở kiếp trước. Vì vậy cho nên họ tinh tấn tu hành, thì chúng ta không sẽ thấy, không thể làm lạ gì. Ngày nào chúng ta cũng gặp mặt ở đây với bao nhiêu gương mặt này để thu nhận cái parami, để làm cho cái parami chúng ta sáng giá và đầy đủ. Và đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ có thể là gặp được vị thiện tri thức, là một vị chánh biến tri khác ra đời, mà chúng ta sẽ gặp họ và sẽ cung kính đảnh lễ họ, và được những vị đó giảng dạy cho chúng ta. Và vì vậy có thể chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi mà chúng ta đã mang đi bao nhiêu kiếp, như Thế Tôn đã giảng dạy như vậy. Con xin trao mai là cho sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm cho con được học hiểu. Và nhờ vậy chư Phật tử có mặt trong rung sẽ được lãnh hội được trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lá mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Thưa sư phụ. Sa thú sinh trưởng là sư Nguyên Thông. Bạch thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu là, dạ. Thượng tọa tuệ siêu, chúng ta có một vấn đề đó là đa số chư tăng và Phật tử thì giảng về Bát Chánh Đạo, giảng qua loa thì tại vì cái pháp rất là dễ hiểu. Ngay cả tứ đế gì nữa thì cũng dễ hiểu, và đặc biệt là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông. Thì Bắc Tông xem giáo lý tứ đế là của tiểu thừa, là giáo lý thấp, không có cao siêu. Bây giờ thì khi chúng ta đọc những bài kinh này và bài kinh trước thì Đức Phật Ngài có dạy rằng cái truyền thống mà cái sự tu tập Bát Chánh Đạo là truyền thống chánh pháp mà Đức Phật đã khơi nguồn, và chúng ta đừng là những người sau cùng. Thì tôi thật sự quan nghĩ chia sẻ cái sự suy nghĩ từ đầu tôi siêu là đồng ý rằng chúng ta chấp nhận giáo lý Bát Chánh Đạo, chúng ta tu giáo lý Bát Chánh Đạo, nhưng mà chúng ta ứng dụng Bát Chánh Đạo như thế nào để gọi là duy trì truyền thống mà Đức Phật để lại, kể cả người xuất gia và cư sĩ nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Gọi là duy trì truyền thống Bát Chánh Đạo không phải là chúng ta chỉ nấu suông, hay là chúng ta chỉ đọc tụng hàng ngày, hay là chúng ta chỉ tán thán. Chúng ta chỉ tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, nhưng mà chỉ tán thán bằng một cái niềm tin suông như vậy chưa phải gọi là duy trì cái truyền thống Bát Chánh Đạo đâu. Chúng ta nói như vậy cũng không có sợ mất lòng các vị, nhưng mà nói ra để chúng ta tự nhận thức làm sao để chúng ta hiểu và ứng dụng Bát Chánh Đạo để gọi là duy trì cái truyền thống. Thưa quý vị,
Chúng ta cần phải hiểu được Bát Chánh Đạo là cái con đường trung đạo Maccima Patipada để đưa đến sự giác ngộ, tức là tránh xa hai cực đoan lợi dữ và khổ hạnh. Trước hết là chúng ta phải hiểu gì, thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu một người tu tập là phải trình tự đi qua ba cái giai đoạn: giới, định và tuệ. Mà trong Bát Chánh Đạo đó, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Chúng ta phải biết giới, định, tuệ là ba cái bước đi của Bát Chánh Đạo. Và giới và khi chúng ta nói đến giới là chúng ta biết rằng đó tức là giới tịnh, si lâm xuất thiết. Định là tâm tịnh, chính tâm xuất thiết. Và tuệ ở đây là phải năm tịnh còn lại, như là tiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo, tri kiến tịnh, v.v. Vậy chúng ta hiểu, chúng ta hiểu cái vai trò quan trọng của Bát Chánh Đạo, như vậy mới gọi là hiểu. Còn bây giờ khi mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta ứng dụng Bát Chánh Đạo, thì chúng ta phải biết rồi. Trước tiên, chánh kiến đó là cái điều kiện tiên quyết. Có ba cái pháp chủ đạo ở trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Ở trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta đã học vừa qua, có một bài kinh Đức Phật Ngài có đề cập đến vấn đề này. Khi mà có chánh kiến là chúng ta mới nhận thức được cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến. Chánh tư duy, tà tư duy, cái nào là chánh ngữ, cái nào là tà ngữ, cái nào chánh nghiệp, tà nghiệp, chánh mạng, tà mạng, chánh tinh tấn, tà tinh tấn, chánh niệm, tà niệm, chánh định, tà định. Nhờ có chánh kiến cho nên chúng ta mới phân biệt được gì đó. Nhưng mà trước tiên thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta duy trì cái truyền thống Bát Chánh Đạo trong khi chúng ta nói ra thì chúng ta nói sai. Chúng ta không có nói đúng, chúng ta theo tà kiến. Phần lớn là chúng ta theo tà kiến, chấp sai lý Phật ngôn, thì như vậy làm sao gọi là có chánh kiến? Mà nếu không có chánh kiến thì chúng ta sẽ không thể nào mà được gọi là duy trì cái truyền thống Bát Chánh Đạo được. Chúng ta chính là những kẻ tối hậu. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn duy trì cái truyền thống Bát Chánh Đạo, trước tiên là chúng ta có chánh kiến cái đã. Và cái chánh kiến có trí tuệ, hiểu đúng, thấy đúng. Thì Ngài Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Chánh Kiến, Ngài có nói như thế này: một vị đệ tử, một vị thánh đệ tử Đức Phật đổi cái vấn đề là hiểu được pháp bất thiện, hiểu được cái pháp
nào là căn bất thiện thì đó là phải chánh kiến. Hiểu được pháp thiện và hiểu được căn của căn thiện, hiểu được pháp thiện và căn thiện thì như vậy đó là có chánh kiến. Còn hai cái đó thôi. Còn hiểu về tứ thực, hiểu về thập nhị nhân duyên vân vân, hay là hiểu về tứ lậu rồi đó, thì chúng ta hiểu qua bốn cái khía cạnh. Chẳng hạn như là chúng ta hiểu khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Đây là pháp lậu, đây là tập khởi của pháp lậu, đây là sự đoạn lậu, và đây là con đường đưa đến sự đoạn lậu. Chúng ta hiểu theo bốn khía cạnh đó thì gọi là có chánh kiến. Hàng ngày chúng ta cứ suy tư đúng đắn như vậy đó là có chánh kiến. Mà hễ có chánh kiến thì nó dẫn đầu cho bắt chánh đạo rồi. Thứ hai nữa là chúng ta có cái tinh tấn. Khi mà chúng ta đã nhận biết được cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào là ác, thì khi đó mình phải có sự tinh tấn, nỗ lực để ngăn ngừa hoặc là để đoạn trừ những ác bất thiện pháp chưa sanh hoặc đã sanh. Còn những thiện pháp mà chúng ta biết được đây là thiện pháp do chánh kiến, thì lúc đó mình phải có sự tinh tấn để tu tập những thiện pháp chưa có cho có, những thiện pháp nào đã có rồi thì chúng ta duy trì. Đó là chúng ta có sự tinh tấn tu tập về pháp do có chánh kiến đem lại. Và thứ ba nữa tức là có chánh niệm. Chánh niệm ở đây là để hễ mà chúng ta biết rõ đây là tà kiến, đây là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Khi chúng ta biết được pháp tà thì lúc đó chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta đoạn trừ những cái pháp tà, pháp bất thiện đó. Còn khi nào mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết sự suy nghĩ này là chánh kiến, sự thẩm sát là chánh kiến, sự suy nghĩ là tính tư duy, lời nói này là chánh ngữ, hành động này là chánh nghiệp, sự lưu mạng là này là chánh mạng, vân vân. Khi mà mình biết rõ như vậy thì mình phải chánh niệm, mà biết rõ như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng duy trì những thiện pháp đó. Cho nên nói bát chánh đạo thì trước hết là chúng ta phải hiểu rõ bát chánh đạo qua các khía cạnh. Khía cạnh về trung đạo hay là khía cạnh về tam học chúng ta phải biết rõ. Rồi khi mà chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành theo bát chánh đạo thì chúng ta phải, trước tiên là chúng ta phải sanh khởi chánh kiến, rồi chúng ta dùng cái tinh tấn, dùng chánh tinh tấn để mà chúng ta đối phó với những ác bất thiện pháp, và chúng ta duy trì những cái thiện pháp. Chúng ta phải có chánh niệm để mà chúng ta chặn đứng lại những cái tà pháp, những bất thiện sanh khởi, hay là để tiếp tục khởi sanh lên những cái thiện pháp. Chúng ta cứ tu tập như vậy gọi là tu tập theo bát chánh đạo. Còn nếu như mà chúng ta suốt ngày, ở đây chúng tôi nói xin lỗi quý vị, nói xin lỗi là khi nãy nghe sư Nguyên Thông nói về cái vấn đề là có những Phật tử chúng ta hàng ngày đi vào rung nghe pháp. Cái chuyện mà nghe pháp đó thì cái chuyện đó là cái chuyện đáng khen ngợi, đáng tán thán, nhưng mà cái đó chưa gọi là hiểu và ứng dụng bát chánh đạo để gọi là duy trì truyền thống. Chúng ta nhớ rõ cái chỗ đó. Chớ Phật tử chúng ta đừng có nghe nói như vậy mừng quá, nghĩ rằng bây giờ ngày nào mình cũng vô rung rồi mở rung ra rồi nằm đó mà nghe, như vậy là cũng gọi là duy trì truyền thống bát chánh đạo. Cái đó là sai rồi thưa quý vị, sai rồi.
Nếu mà chúng ta duy trì truyền thống Bất Chánh Đạo mà chúng ta phải ứng dụng đó thì thưa quý vị, khó lắm chứ không phải chuyện dễ. Nói như chúng tôi nói khi nãy, trước tiên là chúng ta phải an lập chánh kiến cho mình, rồi chúng ta phải có tinh tấn thực hành, ghét bỏ cái điều ác và thích thú an trú trong cái điều thiện kìa. Rồi chúng ta phải gặp cái ác pháp sinh khởi là phải biết chánh niệm để chặn lại, gặp thiện pháp sinh khởi thì biết có chánh niệm để chúng ta tiếp tục duy trì. Như vậy mới gọi là ứng dụng. Mong rằng các Phật tử chúng ta, luôn cả chư tăng, các vị xuất gia tại gia chúng ta ứng dụng và thực hành theo Bát Chánh Đạo để chúng ta không là người tối hậu của Đức Phật. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi về Nam Mô Bổn Thầy. Sa thúc kính chân Thượng tọa Tuệ Siêu. Thứ vị, khi mà Thượng tọa Tuệ Siêu trả lời câu vừa rồi đó, thì Thượng tọa nói từ cái nhìn ở trong nội điện và nói cái nhìn ở trong sự tu tập. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được nói thêm một vài vấn đề. Nó có tính cách là ở bên ngoài. Ở đây thì chúng tôi cũng phải xin lỗi là nếu chúng tôi có nói đụng chạm đến quý Phật tử đó, thì quý vị Phật tử khoan hỷ xem như là chúng ta chia sẻ với nhau ở trong cái sự thật tình, ở trong cái tình thật mà chúng ta chia sẻ với nhau. Chúng tôi xin nói rằng đa số người con Phật ngày hôm nay đó, gọi là Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta có cái nhìn hời hợt, có nhìn rất là bất cập về Bát Chánh Đạo. Chúng ta hay đưa ra những cái cao siêu và thường là chúng ta chứng minh những cao siêu đó. Chúng tôi có gặp một vài Phật tử, vài vị sư nói điều này là mình chỉ cần tu thiền thôi, đi tu thiền tứ niệm xứ, tu thiền Vipassana, tu thiền như vậy là tốt rồi, chứ không có cần phải dài dòng bài Bát Đạo. Vị đồng mới nghe thì nghe cũng hay, tu niệm hơi thở, niệm Vipassana đúng quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta nói như vậy mới nghe thì cũng hay đó, nhưng mà chúng ta quên rằng tứ niệm xứ nằm ở trong chánh niệm, và chánh niệm là phần của Bát Chánh Đạo. Khi mà chúng ta nói rằng mình chỉ cần tu thiền mà không có phải hành Bát Chánh Đạo đó, thì nó cũng giống như là mình nói rằng mình chạy chiếc xe, mình chỉ cần quan trọng là cái máy tốt thôi, mình quên cái bánh, mình quên cái hộp số, quên này kia, cái đó cũng rất là tội nghiệp. Và rất là tội nghiệp chúng ta nói một phần. Và bây giờ có nhiều vị như là ở bên Nam Hàn, họ có một cái, ở Hàn Quốc họ có cái phong trào gọi là Panchasila Movement, tức là cái phong trào tu tập ngũ giới. Thì mình nghe cũng hay, ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ triệt. Và có nhiều người nói rằng tại sao mình phải nói cao xa cái chuyện tu thiền rồi này kia, là mỗi người giữ năm giới thôi là cũng siêu rồi, mình đâu cần. Thì thiệt ra chúng ta hay quen có cái cách là chúng ta nói võ đón nó một chiều. Giống như họ nói rằng ba đời chư Phật có sáu chữ lục tự Di Đà chẳng hạn, chư Phật sáu chữ Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật là nhiếp tam thế Phật môn. Thì mình nghe nó cũng hay vậy đó, nghe nó rất là hay. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta chỉ nói phiến diện nó một chiều thôi. Thậm chí đó là quý vị Phật tử biết là chúng tôi có nghe những người nói như vậy là mình bài chi cho giáo lý cao siêu, nếu mà nói mình tránh tinh tấn mà tốt đó, thì mình chỉ phát tâm là nhất bộ nhất bái và đi lại, bước một bước lại một lại. Hay hoặc giả là có nhiều vị nói rằng bây giờ tu theo Tây Tạng đó, là mình nói mình tu chứ mình có một ngày mình đâu bằng Tây Tạng đâu. Tây Tạng một ngày họ lại 1000 lại, hay là ngày lại 300 lại, 400 lại, và họ xem cái chuyện mà lại đó là cái tối hậu. Đúng là có nhiều vị
lại là một sự rất là tinh tấn. Nhưng mà nếu mà chỉ lại thôi mà để giác ngộ giải thoát thì chúng ta nên suy nghĩ được, nên đặt suy nghĩ lại. Và rồi thậm chí có những người, thứ vị một cái người Phật tử mà chúng tôi biết rất là thân và chúng tôi rất là quý, vị này gặp chúng tôi nói rằng thượng tọa nên tập khí công đi. Và mình tu là học Phật pháp về tư tưởng thôi, chứ tập khí công mới là mình nói chuyện cái gọi là tránh tấn thật sự. Và quý vị thấy không, ngay cả một học giả, một Phật tử mà ưa chuộng về khí công là tán thán kiểu đó. Thành ra cái người Phật tử chúng ta hay bị cái bệnh đó là mình thích cái gì mình nói cái đó, mà mình không hiểu cái truyền thống, mình không hiểu tới bắt học là gì. Và mình cứ hiểu một chiều một cách, rồi người này tung hô người kia. Chúng tôi sống ở trong một cái thành phố, thưa quý vị, mà người ta quá nhiều ngôi chùa chú trọng đến những cái chuyện mà ngày nay thậm chí là chúng tôi nói điều này nghe hơi buồn, là có nhiều ngôi chùa đó là tới cái ngày lễ Phật đản cũng quan trọng là Đức Phật là ai nữa. Và lên đọc bài diễn văn thì phần lớn là văn nghệ. Họ quảng cáo là cả mấy chục ca sĩ về, ca sĩ này, ca sĩ kia. Họ quảng cáo rầm rộ trên đài. Mình nghe mình xấu hổ. Dạ, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta mất gốc. Chúng ta dần già rồi. Mới nghe thì cũng ồn ào, cũng hay. Lễ khi nào cũng đem ra nó có cả ngàn người đến. Ngàn người đến họ có văn nghệ. Thì chúng ta càng ngày càng xa cái giá trị thực sự của Phật pháp. Cái hình nhìn của chúng ta nó rất là bất cập. Chúng ta không có hiểu rõ là thế nào hết. Ví dụ như là chúng tôi có nghe một vị thầy rất quen với chúng tôi. Thầy nói rằng nói chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mình dạy Phật tử ngũ giới là họ hiểu rồi, chứ chánh ngữ, chánh nghiệp bạn khó hiểu quá. Những cái nhìn như vậy đó, nó thường đến từ một vài cái nhận thức rất là võ đoán. Nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài đó, thì chúng tôi thưa rằng đa số người Phật tử ngày nay, mà nhất là người Phật tử Việt Nam, có cái nhìn rất là hời hợt về mặt chánh đạo. Và khi chúng ta nhìn điều này đó, thì chúng ta mới hiểu tại sao mà cái con số mà cái người Việt Nam càng ngày đi chùa càng ít. Tại vì chúng ta không có một cái giá trị rõ ràng trong cuộc sống. Chúng tôi về các quốc gia Phật giáo mà hướng định đó, không có một người Phật tử nào mà không nghe, không biết về giới định tuệ. Giới định tuệ là một cách nói khác của bậc chánh đạo. Và họ nghe nói những cái như những cái từ ngữ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Họ nghe những đó, những giá trị rất là cao siêu. Còn người Phật tử Việt Nam chúng ta đó, là nói thì nói trên trời dưới đất, nói những bộ kinh cao siêu, nói triết lý dài dòng, nhưng những giá trị chân thật Đức Phật để lại thì chúng ta lại coi thường. Đôi khi chúng ta phải đặt vấn đề là vấn đề tại sao. Đó là cái trách nhiệm của những người hoằng pháp, trách nhiệm của tăng ni, trách nhiệm của những người Phật tử. Có bao giờ mà những bậc cha mẹ Việt Nam ngồi xuống nói với con học về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu? Không có. Cha mẹ Việt Nam chỉ nhồi nhét trong đầu con những cái gì mà nó thuộc về hình thức khoa lá cành ở bên ngoài, vui vẻ đi chùa về niềm tin, về thờ tự, về đi chùa chỗ này nó linh chỗ kia, nó hên được này được kia. Chúng ta ít có bao giờ mà chúng ta nói cho con cái biết giá trị của bát chánh đạo. Bản thân mình không biết thì làm sao nói cho người khác biết được. Thật là thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những đoạn này đó, thì chúng ta nên tự nhắc cho mình biết một điều rằng mình học bát chánh đạo, mình áp dụng bát chánh đạo không phải đơn thuần là sự tu tập, mà chúng ta cố gắng tiếp nối truyền thống chư Phật để lại. Và chúng ta hãy cùng nhau làm sáng, làm rõ những lời dạy về bát chánh đạo. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng hiện tại bây giờ cái xu thế của người Phật tử Việt Nam á, nó giống như là ở trên YouTube vậy, thưa quý vị. Ở trên YouTube á, người ta thường post lên những cái gì để gọi là câu view và câu like, tức là làm sao người ta coi cho nhiều, làm sao người ta thích cho nhiều, để chi, để được cái này được cái kia.
Nhưng mà câu view, câu like không nhất thiết là nó có giá trị chân thật đâu. Mà chúng ta nên hiểu một điều rằng có những giá trị chân thật á, thì thường thường người ta rất là hờ hững. Và cái bổn phận của chúng ta không phải là người ta theo ít, người ta theo nhiều. Nhưng mà chúng ta tự đặt câu hỏi rằng Đức Phật đã dạy chúng ta những gì? Và những lời dạy của Đức Phật chúng ta có lắng nghe hay không? Và những lời dạy của Đức Phật chúng ta có chịu khó tìm hiểu, chịu khó ghi nhớ hay không? Chúng ta có thật sự xấu hổ khi mà Đức Phật dạy rằng đây là truyền thống mà Như Lai khởi xướng và các con đừng là người cuối cùng của truyền thống đó. Nếu chúng ta thật ra là không có học hiểu rõ ràng về Bát Chánh Đạo thì thưa quý vị, chúng tôi nói xin lỗi là có nhiều vị, thậm chí là hòa thượng nữa, mà còn nói rằng ồ, cái giáo lý đó chỉ là giáo lý tiểu thừa tu để thành thinh văn, chứ Đức Phật này đâu tu theo Bát Chánh Đạo đâu. Chúng tôi đã từng đích thân tự lỗ tai mình nghe những cái vị nó phát biểu như vậy ở trong một buổi chuyện. Thì quý vị biết rằng con thỉnh sư mít trở lại bạch sư. Chúng tôi nói lời chuyện của ngài Tăng Bô Lua khi mà chúng tôi qua bên Mỹ năm mà chúng tôi 17 tuổi, và khi chúng tôi xuất gia tỳ kheo thì ngài Kim Triệu ngài dẫn chúng tôi lên trên ngài Tăng Bô Lua, một cái vị thiền sư của Miến Điện, để ngài truyền giới. Và lúc mà ngài đi về đó, ngài đi về Miến Điện thì trước đó hai tuần lễ chúng tôi đảnh lễ ngài, thì chúng tôi có thưa với ngài là bạch ngài, con biết ngài về có khi nào con gặp lại ngài hay không, ngài có thể dạy cho con một vài điều để tu tập. Thì ngài nói rằng thiệt ra đó, người tu thì học giáo pháp Đức Phật có rất là nhiều, nên nhưng mà bằng kinh nghiệm sống của ngài đó thì ngài khuyên là đối với cái cách xử thế đó, thì chỉ nhớ là tu bốn pháp là từ bi hỷ xả. Và đối với cái nhìn của cuộc sống thì nên nhìn theo cái nhìn mà Đức Phật dạy là cuộc sống là vô thường, khổ, vô ngã. Và đối với cái sự tu tập bản thân đó, thì nhớ cho kỹ là tu theo giới định tuệ hay Bát Chánh Đạo. Chỉ nhớ đơn giản mấy điều đó đi, rồi sống cả đời thấy rằng đơn giản nhưng mà thật ra thì mới hiểu được nhiều hơn. Chỉ thưa quý vị, thật ra những điều đó đối với chúng tôi không phải là điều mà chúng tôi chưa từng được nghe đâu. Bát Chánh Đạo nghe rồi, tam tướng phổ thông vô thường khổ não vô ngã nghe rồi, từ bi sản nghe rồi. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng không phải chúng ta nghe rồi mà chúng ta hiểu đâu. Có khi tóc đã bạc trắng trên đầu, có khi đi cả cuộc đời mà chúng ta không hiểu hết, chứ đừng nói chi là nghe sơ sơ mà ô mình hiểu được Bát Chánh Đạo gì, hiểu được tam tướng phổ thông là gì, hiểu được tứ vô lượng tâm là gì. Cái hiểu là một chuyện và đa phần chúng ta rất là hời hợt, chúng ta rất là bất cập ở trong cái nhìn. Nên những bài kinh như vậy một lần nữa nhắc chúng ta lại là Bát Chánh Đạo là truyền thống mà chư Phật để lại. Chúng ta là con của Phật thì không giống lông, không có giống cánh,